Cũng rất thích về diều này. Cũng gió cái là cũng hay đâm diều nhá. Đẹp lắm đấy. Các bạn đây này. Đây, cho hỏi thế bạn có chơi diều lâu chưa? Ôi chơi 20 năm nay rồi. Đấy, đấy 20 năm rồi. Thế thấy gió mà đi đâu xa về cảm tưởng chưa về được thế nào, thấy người nó thế nào? Nghe thì nó thấy cái cảnh nghiện nó lên rồi, nó còn nghiện hơn như anh dùng ma túy. À đấy, các bạn xem nhá. Đấy, ham hâm mộ nhá. Có khả năng kéo bỏ vợ còn hơn bỏ diều đấy. Đúng rồi, bỏ thế nào được. Thế mà vợ thì cứ nói rồi không kéo là lúc đấy tức lên thì bảo là về tao bỏ mày, tao không bỏ diều đâu. Tôi thì nói rõ quan điểm rằng tôi bận đến mấy tôi thấy rõ là tôi đi thả diều. Đấy. Diều đâu? Các bạn nhá, đấy. Bận đến mấy mà đi thả diều các bạn nha. Các bạn nhớ ủng hộ nha. Đấy, giờ là hầu như là già với trẻ đều là thích diều các bạn nha. Đó là trò chơi dân gian. Đấy, trò chơi rồi bây giờ là đấy gọi là kiểu như là thể thao rồi đấy các bạn ạ. Môn thể thao về môn ưa thích vui chơi đấy các bạn nha. Tôi bỏ mấy năm rồi đấy. Năm nay bắt đầu tôi lại chơi. Năm nay bắt đầu lại chơi diều và thích diều các bạn nha. Thấy gió lên là hầu như con diều của ông bạn này lúc nào cũng thấy bay trên trời. Hầu như 24/24, thế mà có gió. Đỗ 3 ngày 3 đêm rồi, hôm vừa rồi đấy. Gió là con diều đỗ 3 ngày 3 đêm rồi. Thế mà đi đâu mà thấy có gió mà không về kịp là thấy chân tay nó đã buồn rủn hết. Buồn rủn hết chân tay. Kiểu như là ngủ với gái 18. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy đi tầm diều mà cảm tưởng như là ngủ với gái này. Chào các bạn nhá. Mình đến cháu nó đang khâu diều các bạn này. Đây nha, bắt đầu khâu diều. Chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhá. Cháu đang khâu diều nha, diều 36 các bạn nhá. Công ai giữ công. Đây nha, các bạn nha, đang khâu này các bạn này. Sơn hết các bạn. Nhìn cái dây đan đằng sau cũng rất đều nhau các bạn nhá. Đây cũng sơn rồi các bạn, mà nhìn khung rất đều các bạn. Đấy, dây cước, dây dù đan này rất đều các bạn ạ. Đang khâu các bạn. Đây nha các bạn nha, đấy những nút khâu đây nha các bạn nha.
Nhìn làm khung rất đẹp các bạn nhé. Cháu nó làm khéo tay đấy, rất căng này các bạn này. Đấy. Căng lưới rất dây dù khung rất đẹp các bạn nhé, đều nhau nha. Còn là 36 các bạn ạ. Đấy như các bạn nhé, khâu vào không giàu đâu, đi rút lại từng ấy một các bạn nhé. Kéo sau Xong rồi rút hết cho nó đều nhau các bạn. Còn rộng chưa? Dài 36 các bạn nha. Cháu đang đi học anh, đang đi học còn về quay về làm các bạn nha. Đang đi học mà về thích diều cũng quay về để làm diều các bạn. Đang khâu các bạn nhá. Không rút lại cho nó căng các bạn. Còn tí còn trứng còn chán. Xít lại dây cho ra những cái hút nhìn ra đằng sau cho nó đẹp các bạn nha. Đấy. Khâu xong rồi bây giờ bắt đầu lại làm ra cho đằng sau này. Mà kéo lại cho nó căng các bạn nha. Nhìn đan cái dây vùng bên ngoài trong kia đã nhìn đã đẹp rồi các bạn ạ, rất đều nhá. Cháu nó chia rất đều nhau nhá, nhìn ô nào ra ô đấy đều vuông, đều chành chạnh luôn.
khâu xong giờ đầu kéo lại cho nó căng các bạn. Và làm dây là dây liền luôn từ đầu nọ sang đầu kia, vùng quanh diều luôn nhá, không nối một hút nào luôn các bạn nhá. Thấy thấy con diều lên mình cài phát nào, từ đây em xíu. Đấy, khâu hết xong bắt đầu quay lại, bắt đầu thiết lại cho nó chặt các bạn. Càng chặt bao nhiêu thì dây băng bóng nó càng căng bấy nhiêu các bạn nha. Mọi người cứ khâu xong bắt đầu đi quay lại thiết lại cũng được, nó chặt đâu dây bóng nó không trùng các bạn. Khung ấy xong sơn hết các bạn, buộc dây rất đều các bạn. Thì các bạn xem xong thì nhớ ấn nút kênh đăng ký ủng hộ mình nha, nút like ủng hộ mình nha. Giờ diều là đang nổi tiếng nhất trong Việt Nam đấy các bạn ạ. Việt Nam giờ diều là nổi tiếng nhất trên thế giới đấy. Bao nhiêu lần thi diều và giao lưu diều khắp nơi, vừa rồi ở Thái Bình nữa các bạn nha.
Quảng Ninh các bạn nha, giao lưu dèo nha. Ở Thái Bình là hội thi dèo. Dáng đẹp nhìn như người mẫu. Hello, xin chào các bạn nha. Hà Lượng Vlog xin chào các bạn nha. Các bạn xem, hôm nay mình làm video mới. Các bạn xem xong ấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hay thì các bạn ấn nhiều like mà cũng không hay, và các bạn cũng ấn cho nhiều like rồi nha. Đăng ký thật nhiều nha. Xin cảm ơn các bạn nha. Xin chào.